thế thì bác con đi vào thế không còn ngồi đâu vậy là cháu đẻ chưa đó chỉ cần lộ đi giấy khai sinh em để cho mình con đi. Anh hiểu cái gì rồi. Đi. Đi chuyển bánh rồi. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Sớm thì cả vứt hết lên rồi. Tuấn ơi, của em. Anh. Chú về à? Vợ em về. Vợ à? Vâng. Vâng. Ai, chú thơ đã đang đi tìm chú đây. Ừ. Đâu? Thế. Ai về? Vợ em về. Khoa đâu? Lên trên xe đi rồi. À. Về. Đâu? Thế gia đình nhà mình ai về? Tuấn. Tuấn. Ờ. Tuấn này về đây này. Tuấn đi xe này chứ Tuấn Tiến đây. Ờ, Tuấn Đức. À, Tuấn Đức à, cho Tuấn. Ờ, rồi, đấy. Trời ơi. Hóa về chơi về làm gì? Về chơi. Về chơi. À, Tuấn ơi. Chúc đại gia đình nha. Đại gia đình cho đội nhà chúc nha. Em và chào bác. Thế nha. Thế bác có về không? Tuấn đây rồi chào anh. Đi ta. Vợ em về. Con hả? Vâng. Vâng. Tuấn đi xe này rồi, Tuấn đi xe này. Vâng. Tuấn đi xe này. Tuấn đi xe này. Ừ. Đấy. Đấy. Lên nhà đấy. Alo được hết mà. Vâng. À, sẽ là đưa vợ về. Vâng. Đang đi tìm cái tái bảo không thấy. Bảo thấy chắc nữa rồi. Đi xe chị... này này nè. Dạ. Vì hàng ở đây cái xe này là hàng của làng. Ừ. Thì có người ngoài bên này thôi. Vâng. Thế mình cứ đi bảo là thế thì nếu mà thế về thì ở bên này. Vâng. Hai xe thì người đăng ký cái này, ai đăng ký xe nào thì đi xe đấy. Xe này đủ ghế này, giải hơn xe này 300. Vâng. Chia đầu ghế thôi. Vâng. Không. Không, chỉ riêng ấy. Riêng. Xe này đắt hơn 300. Vâng. Bởi vì ghế trống bỏ nhiều. Vâng. Chưa đầu ghế mà. Cái này là 600 360 36 người. 36 người. Cái này thì ít hơn. Ở thế tất cả đi vô ta về đi xe ngoài nữa à? Dạ. Ờ, còn đi xe ngoài đi taxi nữa. Xe đấy vừa đây đứng đậu đây sao này. Còn đi taxi nữa. Này có 680. Cái này 700. Cái bên này 800. Vâng. Thôi cái đấy không. Không thấy nói chuyện. Mãi sau này mới được đấy, trước kia có được đâu. À. Còn đăng ký, còn chán, còn còn hỗn nọ hỗn kia. Mãi sau này mới có chính thức. Sơn có về đâu, cháu Tuấn nó về. Con nó về, con bác ấy về. Mãi sau mới được cái chính thức được đâu. Cái đây mới được có 3 hôm thôi. Có 3 hôm mới chính thức đây. Ừ, đấy nó thế nhỉ. Còn xét còn duyệt còn đủ. Về ăn Tết ở nhà chị Thảo. Vâng. Cái giá này cứ để về đã đúng không? Ờ. Vâng. Đây vẫy nhỉ em đi đây đứng ngồi đấy. Đấy. Ừ. Hai. Hai. Hoa. Hai. Đây đây đây. Đây đây. Hai. Đây. Hả? Hai. Hả? Hả? Không nghe được.
Ôi giời, giờ thì em gọi kia.